lang thang bao nhiêu dạng kiếp luân hồi, người ta đã sanh tử đi tử lại trong cái vô minh và ái dục này. Chúng ta không nói rằng là mẹ và cha ta hình thành ra ta, mà chúng ta phải nói rằng đó là vô minh và ái dục hình thành của ta, thành thân xác ta ra, mà mượn cửa ải của mẹ và cha chúng ta mà ra thôi. Vô minh ái dục hình thành ta, chứ không phải người mẹ người cha tạo ta được. Hả? Người mẹ người cha chúng ta không tạo ta người nam, không tạo cho ta người nữ, không tạo cho ta người giàu, không tạo cho ta người nghèo, không tạo cho ta người xinh đẹp, không tạo cho ta người xấu xí được. Mà nghiệp của ta vô minh ái dục tạo ra ta, mà ta mượn cửa mẹ cha chúng ta ra mà thôi. Ta gọi là ta là người vay nợ. Nên các quý vị tự thấy rõ như vậy thôi. Cho đó đó, khi mà chúng ta đã thấy rõ điều đó đó, là chúng ta phải chạy đua, chúng ta phải chạy nhanh, và chúng ta phải rượt đuổi những cái gì chúng ta nắm bắt được. Chứ không ra thì nghiệp báo nó chụp ta này. Ta đang chạy như thế này này, đó, nghiệp báo nó rượt ta này, đó, thâm nó chụp, nó lôi ta lại, ta ngừng lại. Do đó nó Đức Phật mới có bốn hàng người ở trong đời này. Có những hàng người từ tối đi vào trong bóng tối, do những người từ tối đi vào ánh sáng, và có những người từ sáng đi vào bóng tối, và có những người từ sáng đi vào nơi sáng hơn nữa. Thì đó như vậy. Thì chúng ta tại đây, chúng ta là hạng người nào? Đấy, chúng ta ngồi ta ngẫm nghĩ lại, chúng ta là hạng người nào để chúng ta để xác định được, để chúng ta mới biết con đường chúng ta đang đi là như thế nào. Chúng ta còn phải giải quyết những gì chúng ta còn thừa lại được. Đấy, nếu như các quý tử nói với sư là quý tử đang đi từ tối đi bánh tới sáng, từ tối đi tới sáng là quý tử phải bỏ tối mà nghĩ tới sáng thì quý tử mới đi tới sáng được. Quý tử mà nghĩ tôi là người từ tối đi tới sáng mà quý tử còn quay trở lại nhìn cái tối á, mà tự không thấy được cái sáng đó, quý tử đang đi nói như vậy đó, mà quý tử đang đi từ tối đi vào từ tối. Quý tử đến khi trong cuộc chạy đua, thưa quý tử, hả, hồi nhỏ sư học trường đã sang tới ba nó dạy đủ các môn thể loại cả, chạy đường kinh nè, chạy bơi lội nè, leo dây nè, hãy leo dây nè, nhảy ngựa gỗ nè, à, nhảy rồi là thể dục nhịp điệu nè, rồi đó là Pacific Parallel nè, để nhảy sà đơn sà đối nè, bơi lội nè, dạy đủ hết á. Ở trường Ta Be dạy đều cho một con người là thành tựu nhân chi mỹ, một con người hoàn hảo trong đời này, một đứa học sinh ra đường ra trường nó toàn hảo. Thì phe dạy cho các anh em học sinh với mấy sư đó hả, hồi lúc mà còn bé đó, khi con lên qua con đường chạy đua là con phải nhắm cái đường đua, chứ con không quay là con coi người bạn cái bên con sát bên con sợ. Nếu mà con quay trở lại con đang chạy đua mà con không nhắm tới cái mục đích đua, cái đường mực đến đến đó, mà con chạy mà con quay ngược lại, quay ngược trở lại đó, thì con không bao giờ con chạy thắng được cả. Các quý tử nghe kịp ha. Vậy cũng vậy, khi ta đi từ tối mà ta ra sáng đó, là ta phải bỏ cái tối mà ta phải nhắm cái sáng để mà ta lần tới chúng ta mới đi ra được. Cũng như vậy, khi trong rừng già tối đen mù mịt như vậy đó, mà ta có một ngọn đèn pin, là chúng ta phải soi cái đèn pin đâu, là chúng ta phải bước tới cái đó liền, chúng ta không quay trở lại tìm cái bóng đèn nào cả, ngoài ra cái ánh sáng của đèn pin đang soi chúng ta dẫn đường ta đang đi. Sư nó chậm với tôi nghe kịp không? Nó chậm nghe kịp không? Nó nhanh nghe kịp. Đó đó. Nhưng mà khi mà cứ tôi đang nhìn ánh sáng của đèn pin mà cứ tôi còn quay qua nhìn cái bóng tối nữa đó, là cứ tôi lạc lối. Do đó khi chúng ta nói ta từ tối mà đi ra sáng, là ta phải bỏ tối dứt khoát. Tâm ta phải có một cái lập trường, phải có cái tâm niệm là gì? Hãy bỏ tối để bắt sáng thì mới được. Bỏ tối là tham sân si, và bắt sáng là vô tham vô sân vô si, người ta mới tới con đường sáng được. Đó là điều chúng ta phải biết như vậy. Dù mình ở dục ta không nghĩ tới nó cũng dục tụi ta mà, và ta không để tới nó cũng qua, cũng là của ta mà, nó cũng là của ta, nó được đủ ta bắt ta mà. Các quý vị tự nghe kịp không? Do đó thì chúng ta sẽ thấy ông bà chúng ta nói câu 70 tuổi chưa biết mình lành, 70 tuổi chưa biết mình lành. Chúng ta thấy qua 70 tuổi mình lành chưa? Chưa. Ừ, đó chưa, đó đúng rồi đó. Chưa lành về tâm, chưa lành về thân, cả hai đó chúng ta chưa xác định được chúng ta là gì, cố định được đâu. Vì sao? Pháp vô ngã, pháp vô thường, pháp khổ đau luôn luôn gần của ta, chứ không buông bỏ ta phút giây nào cả. Đó là sự thật như vậy rồi. Do đó thì chúng ta muốn có trí tuệ mà chúng ta đang bị vô minh và ái dục nó chụp bắt ta, mà chúng ta cứ chủ quan, chúng ta cứ nghĩ rằng người ta có kiến thức, người ta có trí tuệ,
hay là ta có thầy hay bạn giỏi, thì thế nào chúng ta cũng qua khỏi cái màn lưới vô minh ái dục này đây. Đấy. Thì thật sự là quý tử không có trí tuệ rồi. Do đó đó, với các quý thầy mà đến với gặp cái xứ mà xin để mà tu học cái xứ hay là học cái xứ mà không tu á, thì sư nghĩ rằng đó là các vị đó chưa có hiểu cái chữ nghĩa của sự học mà tu, hay là tu để mà học, học mà có sự tu này mà sửa đổi thân và tâm này đó, không bao giờ thành công được cả. Thưa Phật tử là như vậy. Do đó điều thứ ba là ta phải tu, ta phải thật sự là ta phải sửa đổi, ta mới có trí tuệ được. Đó, cái kỳ trước lâu rồi sư có nói đó, thất bại là mẹ. Nói rồi cũng nói lại. Thất bại là mẹ. Thất bại là mẹ. Thành công. Dạ không. Thất bại là mẹ của kinh nghiệm. Kinh nghiệm mới là mẹ của thành công. Chừng mà thất bại mà thành công thôi thất bại hết đi. Thấm chưa? Thấm chưa? Là 1-0. À, 1-0 rồi. Đó, ông bà chúng ta đã thất bại là mẹ của thành công. Ú thôi, ta thất bại luôn đi. Thất bại là mẹ của kinh nghiệm. Kinh nghiệm mới là mẹ của thành công. Ta phải bước 2 bước chứ. Chúng ta bước 1 bước ta dục ta té đi. Đấy. À, quý tử phải nhớ. Đa phần các quý tử cứ nghĩ là đa ông bà ta nói là sẵn có như vậy chắc rồi. Thất bại là mẹ của thành công. Ủa, trên đời này ta cần chi nữa. Ta cứ chấp té ngã hoài, thất hoài, thất bại hoài, ta thành công nè. Đấy, té là thành công à. Tôi biết không, thành công hay là mình công mình thành luôn. Người ta mới thấy đó. Người ta nghe kẹo xuống đó không? Dạ, do đó thất bại là mẹ của kinh nghiệm, thưa Phật tử. Từ kinh nghiệm đó ta mới gặt hái lên cái sự thành công, mà bài học đó, bài học cái giá trị. Thua bao nhiêu, cay đắng bao nhiêu, nước mắt ta đổ dầm trên gương mặt ta bao nhiêu, ta cũng phải đứng lên để mà ta còn phải đi tiếp. Tại vì ta chưa xong cái đoạn đường luân hồi sanh tử này, ta phải thành công trong cái kinh nghiệm của ta mà có, trong những bài học ở trường đời cho ta những sự thất bại này để chúng ta thức tỉnh. Trường đời chúng ta những cái bài học thất bại đánh gục ngã cho ta nằm dài trên đường dài mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới được đó. Không phải là con người mà hại ta đâu, cũng là do vô minh mà ấy dục nghiệp báo người ta đã tạo ra mà chúng ta không hay biết mà thôi. Các quý Phật tử, sáng quý tử mở cái tủ quần áo của tử ra, quý tử không thể nào là ấu trĩ mà bé bi mà chúng ta lấy quần áo mà có người nhắc nhở. Phải không nào? Khi mà họ còn bé, hồi còn nhỏ đó, hồi còn nhỏ mà sư đi học đó, thì người mẹ, người cha của sư đó phải lựa quần áo cho sư. Áo này con mặc nè, quần này con mặc nè, vớ này con mặc nè, dài này con mặc nè, vân vân và vân vân. Nhưng mà tới khi mà lớn lên á, không có người mẹ người cha nào làm chúng ta cái điều đó nữa, thưa quý Phật tử, mà quý Phật tử phải làm. Để rồi chúng ta trang trí trên cái quần áo đó, ra hình thành cái con người của mình đó, trình từ đôi đó đó, nhìn hiện tượng biết được bản chất, chứ không ai cả. Tại sao quý Phật tử chọn cái áo này, chọn cái quần này, chọn cái màu sắc này, quý tử chọn cái cách này, là tại nơi cái vô minh ái dục và bảo thủ chấp của mình mà dẫn quý tử tạo ra cái hành động này. Cho nó không có của ai cả. Bây giờ người ta kêu quý tử mặc cái này quần áo kia, quý tử có đồng ý đó không? Không. À, nay chúng ta đã lớn, hay là cái nghiệp vô minh và ái dục nó đã dày dặn, nó uống nắng được ta rồi, bắt đầu nó dắt ta đi và không còn muốn nghe người khác chỉ dạy hay là nhắc nhở ta nữa, thì lúc bây giờ trí tuệ ta bắt đầu lui sụt lại, thì lúc đó chúng ta có thầy hay bạn giỏi chúng ta cũng chưa có trí tuệ được cả, vì vô minh ái dục nó lớn hơn là chỉ dạy của thầy ta rồi. Các quý vị tự thấy rõ như vậy. Khi mà chú lá bánh ta cá mà muốn đi về nhà, không đi vào con đường phạm hạnh cao quý mà tu tập nữa đó, mà biết nghe lời của Đức Phật, dừng lại mà dập vũ cái khăn, còn không mà vô minh ái dục mạnh hơn đó. Dạ thưa thôi Đức Thế Tôn, Thế Tôn có nhiều đệ tử lắm, ngờ ai giặt cũng được, con muốn về rồi, con không muốn giữ đó nữa, thôi Thế Tôn đưa người khác đi. Thì vô minh ái dục dắt Chu La Bàn Tất Cả về nhà. Nhà xong rồi quý tử nghe kịp à. Nhưng mà Chu La Bàn Tất Cả biết dừng cái dao vô minh ái dục này lại. Chu La Bàn Tất Cả biết khéo léo để mà nghe là chỉ dạy của bậc thầy của mình mà thực hiện đó,
thì ngài mới vượt, ngài mới vượt qua được cái giai đoạn mà sẽ dấp ngã. Cho nên cái sự vô minh ái dục nó dắt dẫn mình đi. Lang thang bao nhiêu vạn kiếp luân hồi, ta đã sanh tử đi tử lại trong cái vô minh và ái dục này. Chúng ta không nói rằng là mẹ và cha ta hình thành ra ta, mà chúng ta phải nói rằng đó là vô minh và ái dục hình thành của ta, thanh thanh sắc ta ra, mà mướn cửa khẩu, cửa ải của mẹ và cha chúng ta mà ra thôi. Vô minh và ái dục hình thành của ta, chứ không phải người mẹ người cha tạo của ta được. Người mẹ người cha chúng ta không tạo cho ta người nam, không tạo cho ta người nữ, không tạo cho ta người giàu, không tạo cho ta người nghèo, không tạo cho ta người xinh đẹp, không tạo cho ta người xấu xí được. Mà nghiệp của ta vô minh và ái dục tạo ra ta, và ta mướn cửa mẹ cha chúng ta ra mà thôi. Thế gọi là ta là người vay nợ. Lần các bạn thấy rõ như vậy thôi. Cho đó, khi mà chúng ta đã thấy rõ điều đó, là chúng ta phải chạy đúng không? Chúng ta phải giải nhanh và chúng ta phải vượt đuổi những cái gì chúng ta nắm bắt được, chứ không ra thì nghiệp báo nó chụp ta đi. Ta đang chạy như thế này nè, đó, nghiệp báo nó chụp ta này, đó, mình không biết chứ, nó lôi ta lại, ta đừng lại. Do đó Đức Phật mới có 4 hàng người trong đời này. Có những hàng người từ tối đi vào trong bóng tối, có những người từ tối đi vào ánh sáng, và có những người từ sáng đi vào bóng tối, và có những người từ sáng đi vào sáng hơn nữa. Thì nó như vậy. Thì chúng ta tại đây, chúng ta là hàng người nào? Đấy, chúng ta ngồi ta nghĩ lại, chúng ta là hàng người nào để chúng ta để xác định được, thì chúng ta mới biết được con đường ta đang đi là như thế nào, chúng ta còn phải giải quyết những gì chúng ta còn thừa lại được. Đấy, như như các vị tự nói như sư là tôi đang đi từ tối đi vào sáng. Từ tối đi tới sáng là tôi phải bỏ tối mà nghĩ tới sáng thì tôi mới đi tới sáng được. Tôi tưởng mà nghĩ tôi là người từ tối đi tới sáng mà tôi còn quay cho là nhìn cái tối á mà tôi không thấy được cái sáng đó. Tôi đang đi nói như vậy đó mà tôi đang đi từ tối đi vào tới tối. Tôi đang trong cuộc đại đua thưa Phật tử, hả, hồi nhỏ trên học trường ta sang tập giải đủ các môn thể loại cả, chạy đường kính nè, chạy bơi lội nè, leo dây nè, đấy leo dây nè, nhảy ngựa gỗ nè, hả, nhảy rồi thể dục nhịp điệu nè, rồi đó là ba phích ba len nè, để gì sạch đơn sạch đối nè, bơi lội nè, chạy đủ hết á. Trường tập giải đủ cho một con người thành tựu chân chi mỹ, một con người hoàn hảo trong đời này, một học sinh ra trường nó toàn hảo. Chị phải dạy cho các anh em học sinh có biết sự hả, hồi lúc còn bé đó, khi con lên con đường chạy đua là con phải nhắm đến đường đua, chứ con bay là con coi người bạn con sát con sợ. Nếu mà con quay trở lại con đang chạy đua mà con nhắm tới mục đích đua, cái đường đến đó mà con chạy mà con quay người bay ngược trở lại đó, thì con không bao giờ con chạy thắng được cả. Các người tự nghe kịp à? Thì con vậy khi ta đi từ tối mà ta cả sáng đó, là ta phải bỏ cái tối mà ta phải nhắm cái sáng để mà ta làm tới thì ta mới đi được. Cũng như vậy khi trong rừng già tối đen ngủ mệt như này đó, là ta có một ngày đèn pin, là chúng ta phải xoay cái đèn pin đâu, là chúng ta phải bước tới cái đó liền, chúng ta không quay trở lại thì không đèn nào cả. Ngoài ra cảnh sát đèn pin đang soi chúng ta vẫn được ta đi. Sư nó tạm nghe kịp không? Nó tạm nghe kịp không? Nó đang nghe kịp. Hay đó. Đó nhưng mà khi mà ta đang nhìn ánh sáng đèn pin mà ta còn quay qua nhìn bóng tối đó, là ta tự lạc lối. Do đó khi chúng ta nói ta từ tối mà đi ra sáng là ta phải bỏ tối, dứt khoát tâm ta phải có cái lập trường, phải có cái tâm niệm mà gì, hãy bỏ tối để bắt sáng thì mới được. Bỏ tối là tham sân si, thì bắt sáng là dùng tham sân si ta mới thấy không được sáng được. Đó là điều chúng ta phải biết như vậy. Cho nên dù ta không nghĩ tới nó cũng được của ta mà, cho ta để tới nó cũng là của ta mà, nó cũng là của ta, nó được của ta mất ta mà. Các bạn phải nghe kịp mà. Do đó đó thì chúng ta sẽ thấy ông bà chúng ta nói câu 70 tuổi chưa biết mình làm, 70 tuổi chưa biết mình làm. Chúng ta thấy vào 70 tuổi mình làm chưa? Đó chưa, đó đúng rồi. Chưa làm gì tâm, chưa làm gì thân, cả hai đó chúng ta chưa xác định được chúng ta là gì, cố định được đâu. Vì sao? Pháp vô ngã, pháp vô thường, pháp không đau, luôn luôn người của ta sẽ không cũng bỏ ta phút giây nào cả. Đó là sự thật như vậy thôi. Do đó đó thì chúng ta muốn có trí tuệ mà chúng ta đang bị vô minh và ái dục nó bắt ta, mà chúng ta cứ ta chủ quan, chúng ta cứ nghĩ rằng người ta có kiến thức, người ta có trí tuệ, hay là ta có thầy hay bạn giỏi, thì thế nào chúng ta cũng qua khỏi cái màn lưới vô minh ái dục này đây. Đấy. Thì thật sự là chúng ta không có trí tuệ rồi. Do đó đó, các quý thầy mà đến với học xứ mà xin để mà tu học xứ hay là học xứ mà không tu á, thì sư nghĩ rằng đó là các vị đó chưa có hiểu cái chữ nghĩa của sự học mà tu, hay là tu để mà học mà có sự tu này mà sửa đổi thân và tâm này đó, không bao giờ thành công được cả. Tư vấn là như vậy. Do đó điều thứ ba là ta phải tu. Ta phải thật sự là ta phải sửa đổi ta mới có trí tuệ được. Đó, cái kỳ trước lâu rồi, sư có nói đó, thất bại là mẹ. Nói rồi, nói lại. Thất bại là mẹ. Thất bại là mẹ. Dạ không. Thất bại là mẹ của kinh nghiệm mới là mẹ của thành công. Chứ mà thất bại thành công thì thất bại hết đi. Ai à, ta thắng chưa? Thắng chưa? Là 1-0. 1-0 rồi. Đó, bạn ta thất bại là mẹ của thành công. Ôi thôi, ta thất bại luôn đi. Đó, thất bại là mẹ của kinh nghiệm mới là mẹ của thành công. Tôi phải bước 2 bước chứ. Chúng ta bước 1 bước ta dục ta té đi. Đấy, cứ tự hãy nhớ. Ta bằng các tử cứ nghĩ là đa ông bà ta nói là sẵn có như mày chắc rồi. Thất bại là mẹ của thành công. Ồ, trên đời này tất cả chứ nữa. Ta cứ chấp té ngã hoài, thất bại và thành công nè. Đấy, té thành công. Không biết không thành công hay là mình công mình thành luôn. Cứ nghe kiểu xin không? Dạ, do đó thất bại là mẹ của kinh nghiệm thưa Phật tử. Từ kinh nghiệm đó ta mới gặt hái lên cái sự thành công mà bài học đó, bài học có giá trị. Thua bao nhiêu, cay đắng bao nhiêu, nước mắt ta đổ dành trên gương mặt ta bao nhiêu, ta cũng phải đứng lên để mà ta còn phải đi tiếp là gì ta chưa? Chưa xong cái đoạn đường luân hồi sanh tử này, ta phải thành công trong cái kinh nghiệm của ta có trong những bài học của trường đời chúng ta những sự thất bại này để chúng ta thức tỉnh. Trường đời chúng ta những bài học thất bại, đánh gục ngã chúng ta nằm dài trên đường dài, mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới được đó. Không phải là con người mà hại ta đâu, cũng là do dùng minh lại dùng nghiệp báo của ta tạo ra mà chúng ta không hay biết mà thôi. Các quý Phật tử, sáng tôi tự mở cái tủ quần áo của tôi ra, tôi tự không thể nào là ấu trĩ mà bé bi mà chúng ta lấy quần áo mà có người nhắc nhở.
Phẩm nè, khi mà họ còn bé, họ còn nhỏ đó, họ còn nhỏ là sư đi học đó, thì người mẹ, người cha của sư đó phải lựa quần áo cho sư, áo này con mặc nè, quần này con mặc nè, gió này con mặc nè, dài này con mặc nè, dân dân vậy dân dân. Nhưng mà tới khi mà lớn lớn á, không có người mẹ người cha nào làm chúng ta cái điều đó nữa, thưa quý Phật tử, mà chúng ta tự phải làm để rồi chúng ta trang trí trên cái quần áo đó, ra hình thành cái con người của mình đó, trên từ đó đó, nhân hiện tượng biết được bản chất. Chưa mày cả. Tại sao tôi chọn cái áo này, chọn cái quần này, chọn cái màu sắc này, tôi chọn cái cách này là tại nói cái dùng mình ai dùng và bảo thủ chất của mình mà vẫn có thể tạo ra cái hành động này, có không có quả cả. Bây giờ người ta kêu tôi mặc cái này quần áo kia, tôi có đồng ý đó không? À, này người ta đã lớn, hay là cái nghiệp dùng mình ai dùng nó dày dặn, nó uống nắng được ta rồi, bắt đầu nó dắt ta đi và không còn muốn nghe người khác chỉ dạy hay là nhắc nhở ta nữa, thì lúc bây giờ trí tuệ ta bắt đầu lú xuống lại, thì lúc đó chúng ta có thầy hay, bạn nhỏ chúng ta cũng chưa có trí tuệ được cả, vì vô mình ai dùng lớn hơn là chỉ dạy của thầy ta rồi. Các người thấy rõ như vậy. Khi mà chúng ta cá mà muốn đi về nhà, không đi vào con đường phạm hạnh cao quý mà tu tập nữa đó, mà biết nghe lời của Đức Phật dừng lại mà chặt vũ cái thân, còn không mà vô mình ai dùng mạnh hơn đó, dạ thưa thôi Đức Thế Tôn, Thế Tôn có nhiều đệ tử lắm, người ai dạy cũng được, con muốn về rồi con không muốn giữ nữa rồi, Thế Tôn đưa người khác đi, thì vô mình ai dùng chết chú Lama Tất Cả về nhà, nhà xong rồi biết từng cái kịp mà. Nhưng mà chú Lama Tất Cả biết dừng cái dao vô mình ai dùng này lại, chú Lama Tất Cả biết khéo léo để mà nghe là chỉ dạy bậc thầy của mình mà thực hiện đó, thì ngài mới vượt qua được cái giai đoạn mà sẽ dập ngã trên cái sự vô mình ai dùng để dắt dẫn mình đi. Mọi người nghe ổn và có ghi chép được ok đúng không? Chắc không cần nghe lại lần ba thôi, giống như thi IELTS. Rồi mà thi IELTS cũng đâu có cho nghe lại đâu. Đây là cái phần nhỏ trong cái đoạn vô minh và ái dục, cũng khá thú vị. Mọi người có thể chia sẻ cái phần ghi bài của mình lên rồi có thể rồi cùng nhau trao đổi. Nghiệp báo mà, thật ra nghiệp thì nó cũng chung, từ thường là bất thiện, nhưng mà ở đây mình cũng hay hiểu nghiệp nó là vừa bất thiện và vừa thiện luôn. Vì cơ bản là nghiệp thiện hay bất thiện thì nó cũng đều đưa đi luân hồi hết trơn. Có những lúc cái quả thiện nó chỗ, nhưng mà kiểu nó khiến cho mình không còn cái cơ hội để mà có thể học tiếp á, mà mình chỉ có đi hưởng quả sung sướng thôi. Giống như mấy cái ông thầy bói trong kinh á, tại vì ổng lên cõi trời vô sắc hết trơn rồi, lúc đó muốn kịp thời để mà được nghe Phật dạy cũng đâu có được. À, đi lên trển hết là cũng hết mấy quả đất nữa, thì có thể hiểu bình thường hiểu là bất thiện, mà hiểu một cách rốt ráo thì vẫn là thiện, là bất thiện đều cần phải chạy đua. Một chút chú giải là cái chỗ ông Chulataka gì đó, thì là cái đó trong cái câu chuyện trước đó là ông một người không biết chữ và được Đức Phật giáo hóa bằng cách là kêu đi giặt cái khăn. Thì tụi chung mình cái chỗ đó, nếu như mà ổng không có
theo cái quán tính bình thường là ổng không có chịu đi giặt cái khăn á. Thì là ổng không không đắt được, mà trong lúc giặt khăn này, thì ổng lại có đắt được cái thánh đạo thánh quả. Nói chung là có cái sự biết vâng lời Đức Phật. Không xuất sắc giới ha. Kiểu nó nửa nghi nửa ngờ đó, vô minh vả dục mà kiểu thì gọi là biết Phật thì là cũng cũng ok đó, nhưng mà kiểu mình ổng cũng đang sung sướng ấy. Đang sung sướng cho nên vậy cũng chưa có gọi là cái ý muốn thoát ra. Cái ý muốn thoát ra nó quan trọng. Nhiều khi mình biết cái đó là nó tốt, nhưng mà mình không có ý muốn thoát ra thì mình cũng hưởng thôi. Thì ông thầy bói đó ổng kiểu cũng có tu thần thông, cũng có tu này nọ, nhưng mà thì ổng cũng có cái quả thiện, cũng cái kiểu quả thượng và quả thiện của ổng. Cái phần ghi bàn của anh rồi tiếng Anh giáo chi pháp cũng ổn áp á. Mấy bài khác thì sao? Chí Tờ nè, Tiên Châu. Hello. Vừa hồi các em. Tu cha mẹ ơi. Rồi thêm 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 bà cô mi thứ hai nữa. Trời, chị này chơi kêu vẽ luôn luôn trời. Xin thiệt giải mấy con nghe. Ở cái này mình tưởng tượng trang vẫn là vô người khí thế luôn á, vẽ giải mang con nghe luôn, hay quá ta. Ghê. Ok. Thì cái phần này cũng có nhiều nhiều cái phần để mình nói. Rồi mấy bạn khác thì sao? Tiên Châu ổn không em? Đang còn tốt tốt nè, chiếc tờ ồ nói trên đây thần kinh đồ nghe nghe thấy ảo diệu quá hen. Tiên Châu nốt bài, nốt
bài cũng cũng xịn ghê. Coi những cái bài ghi của nhau để có gì đối chiếu và nhặt thêm những cái ý nào đó mà mình còn sót. Nhiều góc nhìn. Cái đó là do tôi tự diễn dịch ra đó Trang. Cái đó tôi cũng biết cái chỗ đó đó là nó không không có y văn chính chỗ mà mình diễn dịch lại theo cái ý ý của mình thôi. Học nghe đi em, kiểu nó giúp giúp cho mình có sự chú tâm hơn. Cái này là sư nói chậm á, chứ cái kiểu bình thường sư còn cái trạng thái sư nói giả man con ngang hơn nữa. Mở 2.0 lên là nhìn sư ảo diệu lắm. Này sư nói chậm rồi á. Rồi cái này mọi người có thể bật mic lên để chia sẻ thêm về cái phần mình đã ghi và những cái bài học mà mình có được trong cái phần vừa rồi á. Mà mọi người thì nó cũng 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 có nhiều chi pháp á, nhiều cái ý á, thì mọi người có thể có những cái chỗ là ấn tượng hay có những nào đó mọi người muốn nói lại và khai 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 thác thêm thì mọi người có thể bật mic khai thác luôn. Hồi xưa anh cũng vậy nhưng mà nói chung nghe vừa 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 cái tầm thôi. Nhưng mà cái clip này là dễ nghe và chất lượng cao rồi á, chứ có những cái gọi là mình phải căng 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 nét lên để mà mình nắm bắt á. Cái phần của top
Ok rồi, mấy bạn có ghi đủ rồi, có cái tờ là trong neuro thần kinh thôi thì cái mình chỉ tờ tự biết. Mà cái kiểu này cũng cũng nguy hiểm lắm 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 nha. Hồi xưa anh cũng hay hay lưu điều đó mà anh cũng quên nó vô quên chơi. Không ghi trong cái giao diện code à, hả ta? Ha. Ok chích tờ. Mà mọi người vay nợ ta ok các bạn nào chia sẻ không? Thì chắc phải hướng hướng nó tưởng quá. Ồ. Là thấy cái màu tím của Tốt xuất hiện là âm lên. Mỗi lần muốn nó màu xanh tím á, xanh dương mà nó cũng tím tím. Gọi là màu tím hoa cà thôi, tôi cũng không biết gọi là màu gì, hay là tím hoa hoa đậu biếc. Rồi em sẵn sàng Chỗ hồi nãy là người vay nợ, cái này em cũng chưa có hiểu lắm. Giống như kiểu tìm giống kiểu mình tạo ra gì đó xong rồi mình vay nợ, bây giờ mình phải đi trả. Mình vay nợ xong rồi mình đi trả, quả nó tới mình phải trả. Đến chỗ này em cũng đang hiểu là cái nghiệp báo nó cũng là cái bất thiện á. Hoặc là nếu nếu nhìn nó là cái nghiệp, cái quả quả nghiệp đó mà là thiện thì nó cũng không có chí. Nó tức là cái nghiệp thiện đó nó cũng làm duyên để trợ cho bất thiện sanh lên đó. Cho nên nếu như mà mình không có thiện trong khi ấy á, thì bất thiện nó sẽ chiếm lấy mình. Cho nên mình phải chạy đua với thằng bất thiện đó, không có để cho bất thiện sanh khởi. Thì cái mục đích là để không cho bất thiện sanh khởi thôi, cái chỗ là chạy chạy đuổi chạy theo đuổi chạy đua với cái nghiệp nghiệp báo là vậy, là cũng là để không cho cái nghiệp bất thiện, không cho cái tâm bất thiện nó sanh khởi. Mà cho dù là cái quả nghiệp báo đó là thiện hay bất thiện thì nó do vô minh và ái dục, cho nên là nó cũng làm duyên để cho mình sanh lên bất thiện á. Cho nên tụi nó rất là ghê, cho nên là phải chạy đua với nó.
chạy đua là tại vì khi mà cái đoạn mà mình chạy đua mình chạy chạy về phía trước á, mình không có quay đầu lại á, là mình đang đang tiến về phía trước á, là mình đang đang sanh khởi cái tâm thiện, mà khi khi đang sanh khởi tâm thiện thì không có tâm bất thiện trong trong khi ấy. Bởi vậy cho nên nếu mà mình ngơi ra một xíu hay là mình quay đầu một cái là tụi nó chụp mình liền. Rồi mình thì bởi vậy cho nên là mình sẽ có rất là nhiều cái bài học đó, mình sẽ gặp nhiều rất là nhiều thất bại. Thì đi đi từ đầu thì mình thấy là lúc đầu sư giảng sư 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 nói cho mình biết là cha mẹ chỉ là chế định thôi, cha mẹ trong đời này hay đời trước hay đời trước 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 nữa thì cũng có rất là nhiều cái người đã từng được gọi là cha mẹ. Nhiều khi cha mẹ đời trước bây giờ là con cháu đời đời này cũng cũng không chừng. Nhiều khi em mình đời này là bố bố mẹ đời trước cũng cũng có nữa. Không, cái đó không biết được. Cho nên không, mình không thể nói em mình là bố mình hay là mẹ mình ngày xưa được. Nói chung nó chỉ là chế định thôi, chỉ là trong đời này tạm tạm mình tới hiểu hiểu như vậy. Còn cái lúc mà mình đã sinh ra rồi á, cái hình hài rồi cái nghiệp của mình rồi sắc danh sắc của mình là đều là do những cái nghiệp mà mình đã tạo bây giờ nó trổ quả. Như trong cái bài kinh gì á, cũng có một cái người hoặc cái ông cư sĩ, cái anh cư sĩ, anh có hỏi Đức Phật á là vì sao mà con người sinh ra có người thì giàu, có người thì nghèo, có người thì đẹp, có người thì xấu, có người là nam, có người là nữ. Xong Đức Phật mới kêu là tại vì do nghiệp nghiệp của chúng sanh sai biệt. Xong cái Đức Phật chỉ trả lời thế thôi, tại vì cái ông này, cái ông cư sĩ này, ổng kiểu ổng cũng ngã mạn á, ổng cũng tự cao tự đại á, cho Đức Phật chỉ trả lời thôi để cho ông đó ổng ổng bớt bớt tự cao tự đại đi, làm như cái gì mình cũng biết vậy á, để cho ổng kích thích cái sự tò mò của ổng á, để cho ổng hỏi tiếp, để phá bỏ, tại vì phải phá bỏ cái tâm mà không kiểu như mình nghe nghe cho biết á, nghe cho vui á, mình kiểu như ổng ổng trong bài kinh ghi là ổng ổng kiểu ổng tự cao á, kiêu mạn á, cho nên Đức Phật phải phá cái đó đi, phải bỏ ra đi đó, thì ổng ổng mới chịu nghe tiếp, ổng mới nghe được. Đức Phật chỉ nói ngắn gọn thế thôi, chỉ bảo là do nghiệp chúng sanh sai biệt thôi. Xong cái ổng nghe tới đó, xong cái ổng mới hỏi tiếp là tại nghiệp sai biệt là như thế nào. Thì đó, khi khi lúc ngay ngay lúc đó thì Đức Phật mới giảng tiếp cái nghiệp sai biệt của từng hạng là giàu nghèo á, thì là do bố thí. Hồi xưa bố thí ít quá cho nên gì nghèo. thì là cái chỗ đó, cái chỗ mà giàu nghèo mà sư sư mới giảng đó, cho nên là cũng là do cái nghiệp báo mà tạo ra ta. Rồi thì khi mà ta ra rồi đó, thì bắt đầu là quả quả của nghiệp bắt đầu nó trổ, nhất là mấy cái quả thiện hoặc là quả bất thiện vô nhân đó nó trổ. Thì khi 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 mà nó trổ á thì mọi người học cái bài duyên ứng dụng chắc mọi người cũng biết, đúng đúng thời hưởng quả và phi thời hưởng quả đó, thì quả nó trổ ra thì nếu như mình đúng đúng thời á thì ok thì tốt, còn nếu phi thời thì nó sẽ dắt mình đi luôn, nó lôi mình lại đó, nó rượt theo mình, nó lôi mình lại đó. Cho nên khi mà quả trổ là mình biết nó là đứa nào, nó là sao, nó đến để làm gì.
Tất nhiên có thể là mình sẽ không biết được cái nhân của nó là gì, nhưng mà ít ra là mình biết là nó đã trổ quả, và cái quả đó, nếu cái quả đó là quả thiện thì quả thiện nó đến để giúp cho mình được cái gì, mình tận dụng nó như thế nào. Còn khi mà quả bất thiện nó tới, nó trổ tập vô mặt mình thì mình phải biết cái đó cái bài học của mình thì mình mới vượt qua được. Rồi mình tạo tác đúng 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 thời tạo tác nữa, để mình tạo tác ra tiếp những cái tâm đại thiện, những cái nghiệp thiện ngay ngay liền tiếp theo, để mà chạy tiếp, để mà cái đèn pin nó luôn luôn sáng á, luôn sáng, và mình luôn nhìn về cái phía đó, mình không có đi, đi quay quay ra để mà nhìn mấy cái để mà nhìn mấy cái bóng tối, nhìn mấy cái tham sân si kia. Tại mình quay đầu ra mình nhìn tụi nó, tức là mình đã bỏ cái vô tham vô sân vô si rồi, cho nên là mình đừng có nhìn tụi nó, mình phải nhìn theo cái vô tham vô sân vô si á, tức là mình nhìn theo cái ánh sáng á, ánh sáng nó sáng tới đâu thì mình nhìn tới đó, chứ mình đừng có nhìn mấy cái chỗ bóng tối xung quanh. Tại mình nhìn xung, tại vì không có ai mà rọi cái đèn pin lên một cái chỗ sáng trưng xong cái nhìn vào bóng tối đâu, mình phải nhìn vào cái chỗ mà mình đang soi chứ. Nếu mà mình nhìn xung quanh tức là mình đang tham sân si á, mình không có biết á. Rồi thưa sư, có một cái chỗ mà sư có nói là mình còn phải nhận diện lại bản thân mình á, để coi là mình đang là từ tối đi vào tối, hay từ sáng vào tối, hay là từ tối ra sáng, hay là từ sáng ra sáng. Thì cái này là hạng người. Hồi xưa có một cái bài như bên tiết tiết nào của cô My á, cô My cũng có nói bốn cái hạng người này, không nhớ là môn nào ta, không cái tiết đó anh Tăng, cô My có nói về bốn cái hạng người. Nikaya đúng rồi, có cái bài kinh đó luôn á, có bài kinh mà bốn hạng người này đó, là hạng người mà quên bà nó rồi chỉ biết là kiểu như là mình đã ngu mà mình còn ngu ngu thêm á, là từ tối vào tối á chứ không không nhớ là phải diễn diễn giải sao. Còn từ tối ra sáng á, từ tối ra sáng là kiểu như mình đang ngu á, nhưng mà giờ này mình được được học hành, cái mình có thêm hiểu biết, mình tháo gỡ được nhiều thứ á, xong rồi mình nhận ra được cái sai xấu rồi mình đi sửa rồi đó, nói chung là kiểu thăng tiến á, là từ tối ra sáng. À, là sửa mình chứ, sửa mình thôi mới tính là mình từ tối ra sáng là bắt đầu sửa mình. À, từ sáng đi lên sáng nữa, rồi bắt đầu đi thăng tiến lên nữa. Rồi cái chỗ mà lúc nãy sư có nói về cái cuộc chạy đua thì thật ra là ý ý sư muốn nói ở cái góc độ siêu thế, là tức là mình phải luôn luôn là biết được là trong lúc đó mình đang ra sao á, mình để ý mình á, để ý là mình có quay đầu ra đằng sau nhìn hay không, hay mình đang chạy thẳng về phía trước. Tức là mình đừng có để tâm tới những cái mà nó đang rượt theo mình, tại vì nó đang chờ mình, và mình không có biết được là khi nào thì tụi nó sẽ lôi đầu được mình, tụi nó sẽ trổ quả, tại vì nó phải đủ nhân đủ duyên á, thì nó mới mới trổ được, cho nên mình đâu có biết là khi nào nó sẽ trổ đâu. Nên nếu mình quay đầu nhìn nó là kiểu gì nó cũng chỗ, tại vì lúc mình quay đầu nhìn nó tức là mình đã không còn cái mình gọi là mình bị rớt ra vì phóng tâm á, mình bị rớt ra đằng sau, mình quên mất cái đích đằng trước, thì khi đó tâm thiện nó không có, thì chắc chắn là tâm bất thiện nó chực chờ, là nó kiểu gì nó cũng nhảy nhảy vô, nó đứng ngay kế bên mà,
một cái tâm sanh lên, mọi người đi học xử lý mẫu giáo cháu biết rồi, một cái tâm tâm sanh lên liên tục mà, thì lúc đó mà không có tâm thiện thì kiểu gì mấy hàng bất thiện nó cũng chực chờ nó nhảy vô. Thì mình cũng đâu biết là nhiều khi không phải tâm vô ký đâu mà nhiều khi tâm bất thiện á, cho nên bởi vậy mới chạy đua á, chạy đua với tụi nó để cho tâm thiện sanh lên liên tục. Như thầy hồi trước thầy có nói một cái điều là khi mà đứng trước sự lựa chọn á, giữa làm hay không làm á, giữa thiện hay với bất thiện á, mà mình có sự gọi là đắn đo với cái thiện á, là cái thằng bất thiện nó sẽ chạy vô, nó chui vô, nó sẽ giành giật, nó sẽ chỗ quả, nhớ kiểu vậy á, không nhớ nguyên văn là như thế nào nữa. Ai nhớ nguyên văn thì nhắn nha. Rồi sư có một cái đoạn sư có nhắc là mình phải nhớ là mình chắc chắn là tại vì mình còn vô minh và ái dục, cho nên là chắc chắn mình vẫn còn thua tụi nó, vẫn còn có những lúc mà mình thua, những lúc mình thất bại á, thì mình không có được nản. Mình phải luôn nhớ về cái đích đời của mình để mà mình đi tiếp, tại mình chưa có đi xong, mình chưa có đi tới đích đó, cho nên là chắc chắn là sẽ có thất bại đó. Thì thất bại là mẹ của kinh nghiệm, thì mình lấy chính kinh nghiệm đó làm bài học cho mình để mình tiếp tục đi tiếp. Mình nhớ cái đích đời của mình. Đắn đo với suy tư hợp trí, đắn đo tức là mình đang đắn đo mà không biết có nên làm hay không, còn suy tư để hợp trí tức là mình muốn làm điều đó rồi, và chẳng qua là bây giờ mình làm sao để cho nó thiện xảo, nó tối ưu nhất. Thì khi mà mình nghĩ đến cái chuyện tối ưu và tối hậu nhất đó, là lúc đó là mình đã muốn làm rồi, là mình đã có tiền tư rồi, còn đắn đo tức là mình còn chưa biết là mình có nên làm hay không á, mình đang bị phóng tâm á. Ví dụ như bố thí đi, mình vừa vừa thấy một 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 người mình khởi tâm bố thí là bố thí luôn, chứ không có đắn đo nữa. Còn bố thí như thế nào, vật thực hay là tiền bạc hay là như nào đấy, thì tùy vào cái hoàn cảnh lúc đấy mà mình suy xét. Với cái điều kiện của mình đó, nhiều khi mình điều kiện ít thì mình sao, mình điều kiện mình nhiều thì sao, thì đó là hợp chí tối ưu đối với mình. Và lúc đó là bắt đầu vô hiện tư rồi. Rồi cái chỗ mà sư có bảo là mình thua bao nhiêu thì mình càng phải cố đứng lên và cố gắng bấy nhiêu, thì mình ý sư muốn nói là chắc chắn là trong cuộc đời mình sẽ có những thất bại, sẽ có thua đấy, có thất bại đấy, sẽ có bị tụi nó lôi đầu, tụi nghiệp báo tụi nó quay về, tụi nó trả quả, tại mình còn vô minh ái dục mà, cho nên là mình phải cố gắng, mình phải nhận diện được điều đó, mình cố gắng để mà đi tiếp, chứ đừng có nản. Mình nản mình bỏ là mình rớt luôn. Mình phải chạy đua, mà chạy đua thì có thể là tụi nó chụp lại được mình, tụi nó lôi mình, nhưng mình vẫn phải chạy, tại đích nó ở phía trước mà, mình vẫn phải chạy. Chứ mình đừng có bỏ, thì ý sư là vậy. Rồi còn cái ý cuối cùng của sư là sau khi sư nói là mình phải cố gắng đừng có bỏ rồi á, thì sư nói một cái ý cuối cùng đó là ai cố gắng, tức là mình, chính mình là cái người cố gắng. Hồi xưa bố mẹ lựu áo cho mình, nhưng mà lớn là mình tự làm, thì ý cũng là sư muốn nói là mình phải tự cố gắng, chứ không phải bố mẹ cố gắng giùm mình như kiểu vậy được. Đó là một ví dụ của sư thôi. Thì những gì mà mình thể hiện ra bên ngoài á, giống như quần áo vậy á, mình mặc cái đồ quần áo đó
là do mình lựa mà. Là mình lựa trong cái tâm gì? Mình lựa trong tâm tâm tham hay là tâm đại thiện đó, thì chính là thì sư mới nói là nhìn cái hiện tượng mà biết được bản chất, tức là mình nhìn vào mình á, mình nhận diện lại mình biết là mình đang như thế nào, mình có bị tụi nó lôi đầu lại uốn nắn là dẫn dắt hay 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 không. Nếu mà có là mình phải biết liền á, nên là phải có sự nhận diện ở đó. Tiên tiên còn câu phía trên á, có đâu nên nó bị sót hả ta, à sót 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 rồi, để em xíu. Cái chỗ đấy á, sư sư mới nhắc là mình phải mình ngồi cái việc á mà mình có thầy hay bạn giỏi rồi á, mình còn phải biết nghe lời những cái sự chỉ dẫn của thầy giỏi, thầy hay bạn giỏi đó nữa. Tại vì đúng rồi, với sự dễ dạy á, tại vì tụi nó mạnh lắm, mấy tụi vô minh ái dục tụi nó siêu mạnh luôn. Tụi nó mà chụp chụp được mình, tụi nó lôi lôi được mình một cái là bất thiện nó sanh khởi, mà tụi nó đâu có sanh khởi một mình, tụi nó kéo theo bầy 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 bầy, tức là nguyên một cái lỗ tâm dài ơi là dài luôn, là toàn là bất thiện hết. Bất thiện nó trợ cho bất thiện sanh khởi mà, cho nên là sanh khởi liên tục. Thằng bất thiện này nó vừa tâm nó vừa diệt đi á, là nó lại trợ cho một cái tâm bất thiện khác sanh lên nữa, nó sanh một cách liên tục luôn. Cho nên là ngồi cái chuyện mà có thầy hay bạn giỏi không á, là mình còn phải chính chính bản thân mình chính là cái người mà có sự cố gắng á. Mình phải dễ dạy, mình nghe lời thầy, mình phải khéo léo để nghe lời những cái bậc thầy đó chỉ dạy và thực hành. Cái quan trọng là cái chỗ cuối cùng và thực hành, tức nghĩa là ai ai là người thực hành, chính là mình á. Mình phải thực hành thì mình mới vượt qua được, chứ chứ không có ai thực hành giùm mình hết. Thì hai cái ý cuối mà lúc mà đến cái đoạn mà lựa quần áo á, để mà mặc á, tức là sư muốn nói là mình phải cần phải dễ dạy và mình phải là người đi thực hành. Chứ mình dễ dạy tức là mình nghe lời rồi nhưng mà mình vẫn còn lì á. Mình nghe nghe xong rồi cái mình làm nhưng mà làm không không có tới đâu á. Tức là vẫn vẫn chưa có dễ dạy đâu. Tức là cũng có làm đó, cũng có đi tự tự đi thực hành đó, nhưng mà chưa có dễ dạy lắm, nên kẹp hai cái ý này lại là vừa dễ dạy mà vừa phải tự mình đi thực hành. Rồi Tiên Châu có nói là vô minh ái dục có thể hiểu là nghiệp của mình không? Vô minh và ái dục, cũng có thể hiểu là nghiệp của mình đó. Tại vì nó là một cái, nó là cái căn gốc. Thật ra nó cũng chỉ là những cái tâm tâm sở si, rồi mấy cái tâm sở si đó, rồi tâm tham rồi đó, cái tâm đó là thâm căn cố đế luôn á. Rồi những cái kiết sử của mình, không không biết gọi kiết sử đó là gọi là sao ta, nhưng mà nó, nhưng mà cái vô minh ái dục nó cũng là cái nghiệp của mình á, tại do mình tạo tác mà mình làm cho nó mạnh lên mà, cũng 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 là mình không à. Chỗ này chắc tí nhờ anh Tăng giải thích thêm. Hồi xưa thầy có nói là cũng tại mình ngu á, mình tự tạo ra nghiệp bất thiện, mình tự tạo ra những cái điều sai trái á, xong cái mốt nó quay, nó quay đầu lại nó báo mình, báo quá trời báo luôn. Thì cũng tại mình ngu không à, cho nên nó cái cơ hội để mà được thấy được cái con đường mà rớt ra, con đường mà để đi đi ra khỏi cái vô minh ái dục á, nó rất là hy hữu. Mà cái con đường đó là chỉ có bậc chánh đẳng giác mới tìm ra thôi, mà ngài tìm ra rồi á, mà mình biết được á, biết được giáo pháp của ngài là nó càng hy hữu nữa, mà mình học được á, nó cũng càng hy hữu, nó càng khó nữa, mà học được rồi mà thực hành được á, thì nó là càng khó nữa.
Cho nên á, mình thấy là cái chuyện mà mình cứ như vậy hỏi á, là chính là con đường phi đạo á, con đường mà luân hồi đó, để mà tìm được con đường đạo đó rất là khó. Chỗ Tiên Châu nói là mình có thể thấy được là cái vô minh nó dùng nó rất là mạnh, mình thấy không, mình tạo ra cái ngu, xong cái ngu đó nó quay về nó báo mình, xong cái mình lại ngu tiếp, kiểu vậy đó. Nó lặp đi lặp lại hoài luôn, nó không có ra được đó. Cho nên một một vị thầy mới mới xuất hiện để chỉ cho mình đường ra, đó là vị Chánh Đẳng Giác đó. Trừ ngài là ngài tự tự đi ra thôi, chứ còn mình là phải nhờ 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 ngài. Chỉ có Phật Độc Giác và Phật Chánh Đẳng Giác là mới mới tìm được đường ra thôi. Còn mình là lúc nào cũng cần có một cái người chỉ dạy, chỉ dẫn cho mình á. Nãy anh Tân có để xem mình là hạng người nào trong bốn hạng thì xét cái nào mình đã kinh qua nhiều nhất. Mình có thể xét cho một cái đoạn thời gian, ví dụ như trong vòng 4 tháng đi, 4 tháng hoặc là 6 tháng, hoặc là trong vòng 1 tuần cũng được, 1 tuần thôi, 1 tuần hoặc 1 tháng thôi. Bắt đầu mình thấy, mình nhìn lại hết toàn bộ những gì mà mình đã làm, một khoảng thời gian dài dài xíu xíu, để mình dễ đánh giá. Mình dễ đánh giá là tại vì nếu mà mình đánh giá trên ngày á, thì nó cũng hơi hơi khó. Tại vì có ngày á, thì mình thiện quá trời thiện luôn, có ngày thì mình lơ là, cái mình bất thiện quá trời bất thiện luôn. Mình đi ăn Tết cái mình vui quá, mình bất thiện quá trời. Hoặc là hôm đấy mình đi học rồi lên lớp đồ, mình lên lớp mình hôm đấy có nhiều tiết, ví dụ như hôm chủ nhật nè, chủ nhật hôm nay là như là 6 7 tiết vậy á, là học quá trời học luôn, thiện quá trời thiện luôn. Thì có hôm thiện có hôm bất thiện thì cũng cũng hơi khó đánh giá. Nhưng mà nếu mà đánh giá trong 1 tuần hoặc là 1 tháng thì mình sẽ thấy một cái bức tranh nó tổng thể hơn. Mình nhìn vào cái bức tranh tổng thể đó, mình thấy là trong vòng 1 tuần 1 tháng đó, bắt đầu mình có cái xu hướng là mình đi xuống nhiều hơn là mình đi lên, là rồi mình biết rồi đó. Mình coi lại là mình đi xuống nhiều nhiều ở chỗ nào, mình đi lên nhiều ở chỗ nào, và bắt đầu mình chỉnh lại. Mình chỉnh sao, mình coi cái chỗ nào mà mình đi xuống nhiều á, cái xu hướng của mình đi xuống á, mình đi xuống chỗ nào, đi xuống ở đâu, hôm nào là mình đi xuống nhiều nhất trong cái tuần đó, thì mình biết là tại sao mình đi xuống, để mình sửa lại, mình ngăn ngừa, mình đừng để cho nó đi xuống. Còn cái hôm nào mà mình thấy là mình đi lên nhiều thì mình cố gắng mình đẩy cái đó mạnh lên, mình phát triển cái đó mạnh lên, mình cố gắng duy trì nó. Giờ mình biết hôm đó là mình đi học nhiều nè, rồi mình cũng có nhiều cái sự thực hành đó, nhiều cái sự quán xét đó, mình biết cái ngày hôm đó là ngày tốt, mình có nhiều cái điều kiện hơn hơn những ngày khác, thì mình tận dụng những cái điều kiện đó để mà mình đẩy cho cái đó nó mạnh lên, phát triển lên, và cố gắng duy trì nó chứ đừng có bỏ. Rồi còn mấy cái mà bất thiện trong những cái ngày khác, mình thấy có một ngày đó nó rất là nhiều á, tại vì cái ngày hôm đó mình phải làm cái này làm kia, hay là mình phải gặp người này người kia, mình phải đi đến nơi này nơi kia, ví dụ ai đi công tác hay là đi đâu đó thì có thể sẽ gặp á, thì mình biết là mấy cái ngày đó là mình kiểu gì mình cũng sẽ dễ bị rớt ra lắm, mình quên á, mình quên mất là mình đang đi thực hành. Thì mình biết là mình sẽ hay quên những chỗ như vậy, thì mình còn tìm cách để mình nhắc cho mình nhớ, để mình cải thiện lại. Thì từ từ dần dần mình sẽ đi về phía ánh sáng, và dần dần đi về phía sáng. Thì nó là vậy. Rồi chị Trang có hỏi nè, trước buổi học chuyên hệ mở rộng hôm rồi. Mở rộng hôm rồi hả? Em nhắc tâm vô ký chắc chị sẽ gật gù. Khó hiểu. Ủa à, thì cái tâm vô ký đó là tâm quả vô vô nhân thôi. Tức là ví dụ như chị nhìn cái cục đá đi, rồi em hỏi chị nhìn cái cục đá bằng bằng tâm gì?
cái lúc mà chị nhìn thấy cục đá, tức là tâm quả vô nhân thôi. Hồi xưa em cũng có hỏi thầy á, thầy hỏi con nhìn thấy cục đá không? À, con thấy cái lúc mà con thấy cục đá là chỉ là thấy cục đá thôi chứ đâu có gì đâu. Nó là tâm quả quả à, tâm quả vô ký, tâm quả tố à, tâm tố chứ tâm tố vô nhân là tâm vô ký đó đó. Vô ký thì nó có hai, tâm quả và tâm tố. Ủa à, tâm lúc là tâm tố vô nhân mà đúng không? Tâm tố vô nhân ý là vô ký thì nó có hai chi. À, có hai chi đúng. Ừ. Thì cái lúc đó là đó đó chị Trang. Ok, cũng tới giờ cũng cảm ơn Thót, cái này Thót cũng chia sẻ mạnh và lại ta quyết liệt. Câu của tiên Thót cũng trả lời rồi. Ok, mình trong hàng người nào đầu tiên xét trong mình trong hàng người nào mình nhớ cái hình dụ, cái hình ảnh ẩn dụ là kiểu như là mình có hai cái hũ đậu á, thì cứ mỗi lần mình làm một cái việc thiện thì mình bỏ vô một cái hũ, một bất thiện mình bỏ vô một hũ còn lại, thì đó mình có sự nhận diện thường xuyên. À, thường trong một khoảng thời gian nhất định thì cái hũ nào nó sẽ đầy hơn, thì đó là cái mình có thể nhận biết được. Bỏ chung thêm thì còn cái câu mà vô minh nói dục hiện là nghiệp không, thì thật ra nó còn một cái khúc giữa nữa, tức là vì vô minh và ái dục cho nên mình còn tạo tác, và vì sự tạo tác đó mình còn tạo ra nghiệp, nên nó có một khúc mắc bắt cầu dính giữa nữa. Khi mà mọi người học về lộ quân tử ấy, thì nó có một cái điều đó là khi mà cái tâm đầu tiên khi mà mình tục sanh ấy, nó là cái tâm tham, tức là nó sẽ luôn luôn có cái kiểu như vậy, là mình có cái sự mình chấp giữ vào trong cái sự tồn tại. Vì vô minh và dục mình còn mình có sự mình chấp giữ vào cái sự tồn tại này, cái sự hiện hữu nơi cái để mình đi tục sinh. Nó là cái chỗ mấu chốt quan trọng giữa cái việc tục sinh hay không, là cái chỗ đó. Nó có tính chất bất cầu như vậy. Ok, cảm ơn mọi người. Này có một cái video 1 phút này, muốn chia sẻ với mọi người, gọi là phần quà bonus thêm mọi người coi không? Không, có một cái video phần quà bonus thấy cũng hay. Hình thủ coi qua bên kia. Nó hỏng qua ta. Đây. Đây là phần quà. Coi chút hết. Người ta hay chờ đợi một ai đó đến để giúp mình, chờ đợi một ai đó ngỏ lời với mình, chờ đợi một ai đó thúc đẩy mình, hỗ trợ mình, kéo mình. Cái tư duy đó nguy hiểm lắm. Cái tư duy đó nguy hiểm lắm. Ai có thì bỏ đi, đừng có giữ cái đó. Sau này khó đi lắm. Vì trên con đường của mình đi á, không phải chỉ có cái đời này, mình còn đi xa lắm quý vị. Mà lúc nào mình cũng cần người ta để mà kéo mình lên đó. Đời này mình may mắn, may phước, mình gặp được cái người ta có hạnh nguyện đó. Người ta có hạnh nguyện cái đời của người ta giúp mình, ta sẵn sàng, ta welcome hết mình. Nhưng cái đời sau chưa chắc mình gặp đâu. Là đời sau mình đi bụi đó. Mà đời sau mà mình đi bụi rồi không có cửa quay lại đâu, đừng có mơ. Nó đi rồi là không có quay lại được đâu. Nó đi là nó đi luôn à ha. Thành ra phải biết sợ, biết lo lắng cho mình. Trời ơi, mình đừng có chờ. Mình thấy cái điều đó đúng, tốt, đáng làm, xí mình làm đi. Phải chủ động, phải chủ động à.
ví dụ như mình không có mạnh mẽ để mình nói trực tiếp được, nói gián tiếp, nói mém mé, mình tìm cách để mình làm cho kỳ được, đừng có chờ ha. Chứ mà chờ là chết á. Rồi nghe hơn nghe. Ok, hồi có gì đó mình sẽ up up tin sao. Chứ thời chết. Thôi có gì mình gửi sau thì thôi, cảm ơn mọi người đã đến hôm nay. Thì hẹn gặp mọi người năm sau. Nếu không mọi người có muốn sinh hoạt vào 30 Tết không? 30 Tết mọi người có muốn sinh hoạt không? Như mình sẵn lòng. Không hả? Rồi, ok. Vậy thôi, hẹn năm sau. Ba mươi Tết mà còn dọn nhà hết này. Cái này phải dọn từ trước. Ok, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một năm mới lợi lạc, có nhiều sự lợi ích. Bye bye. Nói là cũng phải dọn nhà trước 28 với ta. Cô mẹ ơi, chích tờ cho anh xin. Người cũng nhà. Thôi xuống học Pali đi với ông cô mi chọn. Bye bye.